Hello, chào mừng cô chú chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em hôm nay tại dừa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha cả nhà. 510 Cách Mạng Tháng 8, phường 13 quận 10 nha. Nay sầu riêng đi 6 là rất là nhiều luôn. Musikin bữa rồi khách mua còn ít rồi cả nhà. Hello bà chủ. Hôm nay giá sầu riêng có đổi gì không bà chủ? Dạ không. À cũng những vậy hả? 200 1 tiếng, cơm 400. À giá sầu riêng vẫn như cũ nha cô chú anh chị. Đi ri 6 thì 120 một ký ha. Musikin thì 220 một ký. Ở đây bán hiện tại có hai loại sầu riêng thôi nha cả nhà. Ri 6 miền Tây với lại Musikin miền Tây luôn. Hôm qua có khách hỏi Musikin này tới cuối tháng 6 còn không? Ờ cũng không biết được, chắc tới đó hết mùa quá. Ri 6 thì qua năm nha cả nhà. Còn sầu Musikin thì không biết người ta một năm người ta có làm hai vụ được hay không thì không biết. Giống này giống mới á, năm nay thấy bán. Tháng 6 sợ mưa rồi Musikin có cũng không biết không được. À tháng 6 là còn tới gần hơn 2 tháng nữa. Nhưng mà mưa xuống là Musikin em bán. Vậy hả? Em sợ chủ yếu. À. Đây cô này mua hai trái đi 6 nè cả nhà. Mua cơm nè. À mua cơm hả? Cơm dẻo mấy cái này cơm mới ngon. Giá cơm là 400 ngàn một ký nha cô chú anh chị. Khui ra bỏ vỏ lấy ruột ra. Ở đây ngày nào cũng bán nha cả nhà. Sáng khoảng 9 giờ là mở cửa bán rồi. Bán tới tối luôn. Dạ, em nghe rồi. Dạ, 280. Mới có 7 lạng à. Mua chẳng ký luôn. Ồ, cái loại này là nhìn là nó về là nó béo lắm, mà béo nhiều hơn ngọt rồi cả nhà. Mùa này vô mùa đi 6 rồi. Hiện tại giá vẫn còn 220. Hôm nay vẫn chưa có hạ giá nữa nha cả nhà. Sắp tới có hạ thêm bớt không? Ngày nào lên sầu riêng cũng vậy. Còn giá. Mùa miền Tây mà giá này không hạ đâu hả? Trời ơi. Mất cả trận luôn. Ở trước ngay cả bộ ra rồi. Vậy là cô làm trên chỗ kia đó con. Xuống này mất hình cây số nữa. 970g. Chưa còn nữa. Hơi 430. Thử hả? Mua cho ăn thử tại chỗ nha cả nhà. Nó hợp khẩu vị thì ok đó, ok. Thôi ký 458. Hết luôn. Một ký ruột nhiều lắm nha cô chú anh chị, đây nè, nguyên một ký luôn nè. Đó. Ký ruột nhiều lắm. 470 ba trái. Cô chú anh chị nào mà có ăn sầu riêng á thì điện thoại liên hệ trước mình hỏi giá nha cả nhà. Số điện thoại Phương có để đầu video á, mình hỏi giá trước rồi hãy ra mua nha. Không công nhiều khi ra đây giá cả thay đổi mỗi ngày á, mà dạo này hình như giá này ổn định rồi. Giá này ổn định có tuần lễ này rồi cả nhà. Chứ để chồng kêu nào con ngại đi xa. Này chỗ dừa sầu riêng có Trúc với lại bé Tiên bán thường xuyên nha cô chú anh chị. Có nhiều khán giả cô dán hay cô dán vừa đó luôn. Dán số điện thoại. Nóng quá, không có quạt á, ơi giờ mới mở quạt à. Đây đây đây, mới dán cái bảng lại đẹp không? Ờ, dừa sầu riêng Hiếu Nghĩa, chiên sĩ lễ sầu riêng Bến Tre có số điện thoại luôn nha cô chú anh chị. Đây, địa chỉ. Ồ, này có câu slogan dữ ha. Chất lượng đến từ tâm á. Ờ, ghê ghê, dữ dữ. Khách vô mua 1,5 kg cơm sầu riêng nha cả nhà, đi 6. Nó hôm qua bán Musikin quá trời luôn rồi, sắp hết rồi. Chuẩn bị có lên nữa không bà chú? À còn không nhiều ha. Mình tưởng Musikin giá cao khách không ăn là gì à. Khách mua Musikin quá trời luôn cả nhà. Này,
Ờ thêm hai trái nữa đi. Cơm lửa luôn hả? Đủ nó cơm gực lửa. Ừ. Mấy trái cơm cơm. Dẻo dẻo dẻo. Ráo dẻo à. Ăn thử đi. Ok. Cua ra mà màu vậy là nhìn thấy ngon rồi đó. Sáng bà chủ chưa sáng rồi bà chủ. Thấy thấy dục cái vỏ sầu riêng là biết chưa sáng rồi. Dục cũng nổi. Thấy dục cái vỏ sầu riêng mà không vô cái đường xé rớt ngoài là thấy chưa sáng rồi. Dục cũng nổi. Sáng ăn mấy vỏ sầu riêng no. Nhiêu đây mới chừng 8 lạng rồi chưa được ký rồi. Ờ ăn hộp nó đi. Ừ đúng rồi, để lên thử coi. Mình đón chứ không biết phải không. Không. Chút xíu xíu. Muốn hỏi là trái nhiêu ký, nhiêu ký cứ đối phương nhắn cho lại là hên xui à. Xui nhớ là em nhớ là hàng xóm tên kia là dạ. Trái cơm giống giống nhau. Thêm trái nữa đi bé Tiên ơi, trái này nó chưa đủ đâu bé Tiên ơi. Vỏ dày á, bởi vì mua cơm, mua trái vỏ dày, cần vỏ không. Cái trái này nó vỏ dày nó không xin cơm. Chưa đủ đâu, mới ký 2 ký 3 ký 4 rồi, chút nữa. Dư quá. Cân thêm một dẻ nữa đi rồi tính thôi. Lấy màu hồng nữa đi. Hồng nữa đi nghe chị gái. Hết trái này nè, nó ngon tương đương nhau á. Gồm gì nhau. Cái hồng thử đi chắc ăn. Về khó phải lo. Cái này là không ngon bằng. Ngon bằng hả? Không, nó mềm. Nó không kiểu như thế. Thấy cũng im lắm mà. Tái này quá tí rồi. Đúng không? Cái giữa này nó bị quá đậm đà rồi. Cái này giống giống cái đầu tiên không? Việt Nam chào bốn bằng hả? Nghe hơn. Cái kia quá lửa rồi đó. Để kiếm trái giống mãi nó tay. Nó giống cái giữa, tại cái giữa kia ăn quá tí nó ngon rồi kìa. Ký rưỡi lên gần ký 6 rồi cả nhà, 603. Đây khui cho thử tại chỗ cả nhà. Cảm ơn em gái nhiều nha. Chưa đâu, lựa đi mấy tiền ơi. Muốn
này cũng có mấy trái sầu riêng mini nhỏ cả nha. Chung trái không? Chung cây không? Không biết chung cây không mà chung vườn chắc cố gắng được. Còn chung cây thua. Không biết. Nhưng mà chung vườn thì biết được. Anh em ruột. Ồ ngon. Cơm vàng. Chắc cũng chung nội ngoại gì đó nhưng mà chung nhà con này. Ủa là mấy con chung mía không chị? Có gì cà phê đâu má. Kìa bên kia nước mía kìa anh. Đó. Đó có cái xe thấy gì chữ nước mía. Còn có hai muối nữa. Còn hộp nhỏ nữa. Còn hộp nhỏ nữa nè. Còn muối nữa mà. Chắc ngày nay anh bỏ cơm á. Hơn ký rồi. Này khoảng ký 2, ký 3 lận. Ngon quá trời luôn mà. Ký à? Nghe bon. Trời ơi nghe bon. Hay gì trời. Đúng ký luôn. Quá dữ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. À dữ. Có bán giá đặc biệt không? Dạ. Ngọt mà mềm quá không? Cô ăn mềm. Mềm nha, mảnh ráp vô mảnh mềm. Mềm chứ không mấy cái trên kia chứ ngoài luôn ở trên này nó chưa mềm lắm. Dạ. Để khô để mỏng. Dạ. Ngọt mà mềm nhiều vậy em đi sáu thôi chứ cây đi. Sao vậy hả? Ừ cũng được, lấy cô đi. Mềm nhiều mua sơ kinh nó cũng mềm đó, nó cũng ngọt. Ờ, lấy cái nào ngon à, cô biết coi ăn, cô thấy thì hình kiếm ngon rồi. Cô mua ở đây lần nào chứ cô? Cô phải mua lần, nhưng mà cô không để ý, nhưng mà bữa trước cô nói, ủa mình ăn đây rồi mà. Dạ. Cô ở trên tiệm trên kia đây, cô vợ đây vậy. Dạ đúng rồi, vợ đây được tuần rồi. Dạ. Dạ. Đắt hơn không? Đây đậm vía bán ok hơn. Tại sao mà cái bạn, cái xanh đẹp sao? Nó chín nhiều. Chứ không phải nhúng thuốc hả? Nói sầu riêng nhúng thuốc vậy chứ. Ở Việt Nam mà sầu riêng cắt vườn xuống là có nhúng đó nha cả nhà, nhưng mà cái thuốc đó được bên Bộ Nông nghiệp người ta cho phép nhúng để cái trái sầu riêng nó chín đều hết á. Còn không nhúng là cái trái sầu riêng nó không chín đều, chỗ chín chỗ sống rồi cả nhà. Nhưng mà cái thuốc đó là được cho phép rồi. Không phải như nhúng thuốc Trung Quốc độc hại giống như lúc trước rồi cả nhà. Cân cơm đi, vỏ dày quá, bán mua trái lỗ thì mua vỏ. Cơm á, cô đâu có mua trái. Dạ, mua cơm. Cái này nhiêu? Cái này 300 mấy. Cái này nhiêu rồi bà chủ? Bà chủ cái này bán nhiêu cơm gì? 400 ký cơm. Còn trái thì 120. Thử tại chỗ con. Đúng rồi. Đâu bung thử coi. Nhiều khi cô thích à. Mỗi người ăn một kiểu cả nhà. Có khi người ráo dẻo, có khi người ráo mà mềm. Trái này vỏ mỏng nè, mua ký đi. Mình trái đi 240 à, 2 ký đúng luôn. Trái này vỏ mỏng hơn. Trái mà mỏng đỡ thì con trái nó lại hơn. Ở đây bán ngộ lắm ví dụ. Không, bé này bán đi. Biết rồi. Trái này là con trái. Bởi nè con. Có gì bán đi kia bán cho người ta nấu xôi nước chè. Bởi vậy tôi biết mà. Thấy không, vỏ mỏng quá trời luôn thấy không? Cô mua trái lợi hơn. Cho cô thử miếng à. Dạ. Mày bán cho thử mà. Bà nó béo ngọt. Không ngon. Cô nói giỡn á. Ừ, cô nè. Con thấy cô cái trái này nó ra màu vậy mà không ngon mà cũng vậy. Vỏ mỏng ghê không? Thấy không? Bởi vì nó này cô con trái đi.
cô sợ mua trái lép và có mấy muối à, bởi vì cô mua ký thì sướng. Không, trái này cô mua trái rồi. Dạ. Này 240 đúng không? Trước để lại kia nếu mà lên cân cơm nó nhiều hơn rồi cô trả tiền trái thôi, khỏi trả tiền dùng. Cái này năm học luôn phải không? Không hết đâu. Năm học mà. Còn cái loại kia có cái nào ngon không? Mua sức kia nhiều mà. Đó, năm học phải không? Trời, con cơm là lên 300 mấy rồi. 300. Cô mua cơm là cô lỗ 60 ngàn rồi. Ở đây bán thiệt tình lắm, ví dụ như vỏ giày thì kêu khách đi mua mua cơm đi. Thiệt tình tôi có ghé nè. Dạ. Nghe cái củ hiếm nghĩa cho nên giờ gì đây. Cái này ngọt đậm lắm nè, mua skin nè. Cái này giá 220 nha cả nhà. Cái này có 1 ký mấy à? Ờ, cái nhỏ 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 nhỏ. Cái nhỏ nhỏ là tới 1 ký mấy lần hả? Dạ. Mày có gì nhỏ có ngon không? Muối dữ lắm nha con. Mày có gì có ngọt ngon không? Ngọt gắt luôn á. Dạ, hơn cái gì vậy? Về cô có ăn thì cô ăn cái này trước nè. À. Xong rồi cô ăn cái đó. Để ăn cái đó xong ăn qua này nó lạc. Là cô ăn đi sáu con cô chê nữa. Giờ nhà bên kia còn bán không? Dạ không, con nghĩ rồi. Giờ chỉ có một chỗ này thôi. Chỗ này thôi. Nhưng mà đang mùa mà. Đúng rồi, đang mùa. Dạ, mới vô mùa. Nhưng mà xuất khẩu được rồi giá nó cũng cao. Dạ, xuất khẩu mới ra xuất khẩu được không? Được chứ, đi Trung Quốc rồi điều điều ở Trung Quốc được giá cao. Không lấy nữa mà. Đâu có, ăn mặn luôn á. Dạ. Dạ. Thử mươi. Cô mua một cái mua skin ăn thử nữa nha cả nhà. Cô ăn sầu riêng này lần nào chưa? Cô ạ, à, ăn. Dạ. Cái này giống mới à. Cô nhớ là này nó mới rộ nhiều. Ăn 6 trước nha. Ăn 6 trước. Để ăn cái này nó ăn kia nó này nó ngọt, ngọt nhiều quá. Cái nhỏ kia mấy vậy chứ khô gan chút một đống muối luôn á. Muối nhiều lắm. Cái này nó muối nhiều hơn con. Muối nhiều lắm, cái giống này của nó tròn á. Muối quá trời luôn á, nhỏ mà muối nhiều. Bây giờ này ta cũng chuộng ăn sầu riêng này cả nhà. Giá nó hơi cao chút xíu nhưng mà ta ăn thử. Nhưng mà con nhiều muối quá. Nhiều muối cái này. Mà cái màu nó hấp dẫn hơn. Vàng hơn. Đúng rồi, cái màu nó hấp dẫn. Mà nước này nó chiếu trên tivi nữa nó còn hấp dẫn hơn. Bởi vậy rồi chỉ trên TV nhìn mà không kiềm chế được. Muối ghê không? Cái con ký mốt vào đây nè. Phải một hộp nữa nó mà đây còn nữa nè, hai hộp luôn. Giống sầu riêng này thì mấy anh quay khỏi mất công tô màu. À. Bởi vậy hôm qua cô coi mà cô nay cô đi ra cô thấy nè. Dạ. Cái màu nó đẹp quá đẹp trời quá. Cũng như mày cũng như đẹp tiên nghệ vậy đó. Mày cứ giống như Mã Lai vậy. Giống Mã Lai. Dạ. Coi cái này nhỏ xíu rồi có muối không? Ủa, đó, nhỏ đó cũng có muối. Nhỏ mà nó có vỏ đó. Nhỏ mà nó có vỏ. Chả chịu. Này 220. Mắc hơn kia 100 ngàn. Dạ. Giống Mã Lai trồng đây. Dạ đúng rồi. Giống như sầu riêng Thái Lan vậy đó, giống Thái Lan nhưng mà trồng đây. Chị này bán nè. Chị mua hả? Dạ. Cái này mua sơ kim. Dạ giống mới. Đó thì Tiên ơi bán cho chị nè Tiên. Cô mới khuôn trái này ngon kìa. Nhưng mà cái này chưa chín không? Chín rồi. Lấy con đó này mẹ không tí nữa luôn. Dạ. Dạ. Để con nó chín luôn. Cái con rửa cho cô chút trời luôn. Sao? Nó con. Cái này với kia nó không có khuôn nhau cái nào á. Có ghi sổ cho chút để biết tính tiền cô á ba trái. Cô mua thêm trái nữa hả? Quá ngon. Dạ. Tính tiền con quên á. Đó, bởi vì không ghi sổ tính tiền để quên á, ba trái vậy. Con ghi con lộ nó lộn tiền. Trái này chưa được ký nữa cả nhà, 8 lạng. Một người ăn là ok. À, nó cứng thì cô sợ nó còn sống rồi con. Dạ sống. Không, cái này mình dễ nhẹo luôn á, tại vì muốn cho cái mùi nó dai lắm. À vậy hả? Dạ. Hôm nay là chín nhẽo cơm. Trời ơi, ngon quá, học nó quá ngon. Ngon lắm. Cô ba trái. Trái đầu 240 á. Dạ nhớ luôn á. Trái này nhiêu? Trái này 295. 295. Giữa 256. Ừ. Đó, để vậy thử quên. Đúng rồi, thế nào tính tiền. Cái này nó có mùa chứ không phải quanh năm như đi 6. Cái này đúng nó rồi. Đang vô mùa. Cái này cô đi qua Bãi Lai đó, cô thấy nó giống nó. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bãi Lai. Cái gì mình trồng được hả? Dạ được, mình trồng ra mấy năm rồi.
rồi, nhưng mà năm nay con thấy mới có vụ vỏ nó như mỏng nè, còn hai năm trước nó mới có mấy năm đầu á, cái vỏ nó dày á. Chồng người ngon hơn mã lai không? Con không biết nữa, con chưa có ăn được mã lai. Tại vì cái đất nó bảo dưỡng nè. Dạ, con 90 á. Cái này ở dưới Chợ Lách Bến Tre. Dạ. Chợ Lách Bến Tre. Cơm nó vàng thấy không? Như nghệ vậy. Dạ, cơm nó vàng, nó mịn mà nó ngọt. Có chiếc nghệ vô. Chứ không có chiếc nghệ. Đúng rồi, con lấy được tiền thôi nha. Đúng rồi. Cái món chậm đó, giúp như vàng 2 ngày. Rồi tính tiền cho cô, mấy tiền ơi. Cô ăn không lấy nãy luôn đi cô, nãy kia kìa cô, nãy đó hư hết rồi cô. Nãy kia nhiều đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cho cô nãy chú luôn đi, cái đó nó hư hết rồi. Cái nãy trong tường á, cô lấy còn nguyên á, mấy cái nãy kia muốn hư hết trơn. Rồi. Đó này đó đó, ờ nó đéo nó còn đó. Cô lấy sớm hôm qua là nó còn nguyên rồi, này nó muốn hư, nó chín quá. Bốn sáu năm thôi là nhiêu? 25 hả? 35. Bỏ vô bọc. Cột kính là để nó hồi lên nó cũng có mùi à. Ít nhiều hả? Rồi cảm ơn anh chị nha. À, dạ. Dạ. 79. Quá trời cô mua 2 trái mua skin nữa không? Không thấy luôn á. Đợi xíu nha. Rồi cô gửi tiền kìa, hết tiền cho cô kìa. 79. Cảm ơn cái ông là ông Vy đó nha. Rồi cảm ơn cô chú nhiều nha. Dạ. Ăn ngon nhớ tới ủng hộ nữa. Dạ. Dạ xong rồi đây nữa nè. Dạ dạ cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Trái này ráo, trái này ráo nè. Mềm quá hả? Da mèo hả? Da mèo là mềm đó. Mấy người lớn lớn tuổi xíu là phải ăn da mèo. Đang lựa giao cho khách nè, khách điện thoại đặt hàng nè. Ký cơm. Dạ. Yeah.